Chào toàn thể các bác cô chú anh chị ạ. Dạ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình làm cây đêm trên kênh YouTube của em các bác nhé. Đấy thì cứ đêm là có cây mới các bạn. Này, không có cây mới thì ta làm cây cũ và là cây của tôi. Này các bác thì có một cây mới tôi vừa mới lấy về lúc chiều tối này. Một cây xanh dáng làng, xanh quê, chất lá khá là dày. Đấy, có thể làm được. Lá thì lá thuộc lại lá chơi được. Đấy, chất lá khá là dày, xanh. Và quan trọng hơn là tôi thích cái dáng, dáng làng. Dáng làng và ba vai. Phân biệt cái khái niệm ba vai một chút các bác nhé. Ba vai là gì? Ba vai là một cái cây có ba cái nhánh và thường là tập trung xung quanh gần một cái điểm, gần một cái độ cao. Hoặc là nếu mà có sai lệch thì nó không quá cao lệch nhau cho lắm thì gọi là ba vai, và tổng thể nó ghép thành một cái khung, một cái khung thống nhất thì là ba vai. Thì cây này nó là ba vai dáng làng. Các bác nhìn thấy nó sự cổ thụ và nó có dáng dấp của một cái cây làng quê. Đấy thì tôi thích cái dáng này. Và yêu cái dáng thì nhiều khi là chất liệu như nào thì ta bất chấp hết. Và thực tế cho thấy thì dáng làng, đối với những cây dáng làng mà nhỏ thì xanh quê không có đối thủ. Xanh Nam Điền không thể nào ra được cái nét dáng làng như xanh quê được. Đấy thì cây này nó có vách và chất liệu rất là hay, rất là làng. Cốt chậu bánh cũ đây, bánh chậu cũ đây. Thì tôi sẽ rũ ra và tôi sẽ cho chỉnh sửa một chút và lên cái chậu này. Được. Cái chậu này nó cũng tôi nhìn sơ là thấy vừa đấy, thấy rất vừa. Và cái thứ hai là cũng chẳng có cái chậu nào mới khác. Thôi thì cho cái chậu này nó cũng được, cũng được. Hơi sâu lòng một chút nhưng cũng được. Đấy thì cảm quan cây này là tôi nhìn thấy đập vào là cái dáng làng là tôi thích này. À, cái khẩu độ vai viếc thôi thì nó cũng khá là thoáng. À, và cái vách thì chất liệu đầy đủ để thành một cái dáng làng hay. Thì chỉ có một cái chỗ này này là nó hơi xiên này, thì tí nữa tôi bóc và tôi đẩy nó ra ngoài. Tôi đẩy nó về vuông vách xuống dưới này. Đấy. Thế thì nó đang có một cái vấn đề là như này. Đây cái chỗ này nó khá là dày này. Vì nó dính vào nhau à. Đấy thì muốn đẩy ra thì có lẽ rằng là mở phần trong này ra, cắt một đường đây tôi mở ra đây thì dễ hơn là cắt vát ở đây mở ra. Vì nếu mà cắt vát ở đây mở ra thì đây rất cứng không bẻ ra được. Đấy, tôi muốn đưa cả mảng này dính ra đây. Đấy. Và cái này có thể nắn chỉnh, nếu không nắn chỉnh được tôi sẽ bỏ cái rễ này. Bỏ cái rễ này. Đấy, có thật đây. Bỏ cái rễ này. Hoặc cái rễ này thì có thể bỏ không thì tùy cũng được. Nếu cái rễ này mà chân mà đẹp thì giữ lại, không thì bỏ đi. Đấy, nhưng mà cái là rễ này làm trước. Rễ này làm trước. Đấy, cái này ngọn đây. Giật lên đây. Đấy, rất hay. Cái này thì nó bẻ xuống. Cái này người ta lâu không bẻ, người ta để nó khá là cứng nên tôi chắc phải nắn dần dần. Hôm nay nếu không bẻ được không khác tôi sẽ bẻ xuống. Để nuôi cái này lên là cái ngọn giả của cái tay, cái ngọn của cái tay như thế này, của tay này. Cái này là phóng ra đây, bẻ nguyên cái này ra. Cái này thì cũng triển khai như vậy. Thế là lọc mầm, lấy cái nào nuôi làm ngọn, lấy cái nào nuôi làm chi phóng. Đấy, cơ bản là vậy thôi. Ý tưởng nó khó như vậy thì người ta bắt cây nó dễ lắm ạ. Còn cây đẹp, cây chất lượng cao thì tùy vào đồng tiền thôi các bạn. Đấy, mặt này rất là hay này. Đấy, mặt này rất làng, rất hay. Rất hay. Tí tôi sạch sạch, làm sạch sạch tí là hay cực. Rồi, trình bày như thế là đủ. Bây giờ làm các bạn nhé. Làm thôi. Mở rước ạ. Có thuốc chết mấy các bạn nhé, nước trẻ.
Đấy, vừa ăn nhiều thuốc, dọn dẹp sạch sẽ sơ quan. Giờ mở cái vách này ra. Mở cái vách này ra. Ôi giời.
đây đấy.
các bạn. Xin lỗi các bạn, cái tay này thực sự rất đẹp. Nhưng mà đâu rồi? Vừa đông rồi, các bạn ạ. Tôi vào dây nó nóng bội rồi. Tôi viết lúc đầu ấy, tôi không quay được, tôi viết là đã tới điểm rồi. Mà tôi nắn thêm một chút nữa thì nó toạc, bởi vì là thấy nó có một cái vết này xin được vào dây lúc bé, nó bị há ra, nó toạc. Người ta không nắn được bé, nó chìa rồi, tôi muốn nắn xuống thì nó sẽ kết, tôi lại dắt lại, nuôi lại đây. Ngoài đây, một bông dương nhỏ nhỏ đây. Đấy, còn cái bên này thì chỗ này nó cao quá, không lấy được. Tôi lấy này xong giật ngọn ở đây. Xong rồi mái đây, đây, cái này xong tính tiếp. Đấy, này, đây này. Còn cái này ấy, còn cái phần giữa này thì khẩu độ nếu mà trước nhìn thì là ok này. Nhưng mà để mà nó ngon ấy, có lẽ là phải khấu lại này. Khấu lại này, chuyển cổ lại này. Chuyển cổ lại này, ví dụ tôi che đi này. Nếu tôi che đi này thì các bạn nhìn sẽ thấy rất cộc không? Nhưng mà lâu dài cái này lên, nó sẽ thay thế vị trí này sẽ đẹp hơn này. Nhưng mà hiện tại thì để lại này, rất là ok. Thì tôi chưa cắt này bộ, để nghiên cứu một vài hôm nữa. Cái này là nếu mà không cắt sớm thì tôi sẽ cắt này này. Nhưng cơ bản để như này là cao như này là rất đẹp rồi. Ngoài đấy, cái này thấp hơn chút, cái này cao hơn chút, cái này cao. Đấy, nó rất đẹp rồi. Nhưng mình không thích cái đoạn cổ này, nó hơi đơ này. Đấy, nhưng mà khi mà nó lên được, nó kéo, nhưng mà mình nó sẽ dẻo, nó sẽ đỡ chỗ này đi. Nó sẽ đỡ chỗ này đây. Được rồi, nó hóa nóng bộ lắm. Tại vì sao tay cảnh này tự vào nắn từ nhỏ. Nó nắn mà nắn không phải vào dây kịch liệt mà nắn bị hình được. Khi nào mà nó toàn ngón tay mà không nắn nó đơn, nó cứng, mình làm sao rất khó. Đấy, thì nói chung là mình bảo lại thôi, không trách được. Hạ thì sẽ ra ưng này. Đấy, ưng này. Nên tạm chỗ này các bạn. Hơi nông lòng thì hơi sâu lòng tí, nhưng mà thôi, khỏe cả. Như cậu với mợ nhỉ. Như cậu với mợ. Dễ này thì vẫn bỏ dễ này thì xịt sửa dần dần. Đấy, lộ ra chưa? Tôi chọn mặt kia là mặt chính mà, mặt này không thể chắn được.
Đây, bây giờ chồng các bác nhé. Em ở đây các bác ơi. Đấy. Đây vòng này. Nó vùi một cái chân, mắc cái chân nó xòe ra đây rất hay. Và có một cái đáng tiếc là bị ra đi bên cạnh này, nhưng thôi sau giật lại càng cục kịch càng hay. Nó sẽ như này. Đấy. Nắn ngay từ bé như này, rất vui. Bên này cũng cố gắng, sau này cũng cố gắng cục kịch như này. Trên này thì sửa cái ngọn này dần dần các bạn. Hiện tại như này là vẫn rất là ok rồi. Đấy các bạn nhìn. Ưng nhất là tách được cái rễ này ra đúng như mong muốn, và nó khá là ok. Thứ hai là cắt được cái rễ này ra. Chấp nhận chỗ này hơi thoáng đi nhưng sau sẽ rất đẹp. Đấy, chỗ này
bỏ đi hai cái rễ này. Người ta lấy mặt này là mặt sau mà, nếu để hai cái rễ này ở đây thì vướng quá. Không cần thiết, cốt thật đây đang rất hay rồi. Đấy, nắn được cái rễ này ra. Đấy, mặt nào cũng đẹp, mặt này cũng ok. Đấy, bệ bãi rất hay. Chậu đây, chậu này chắc khoảng nó 50. 50 chắc khoảng nó 53-35 gì đấy. Cây đây. Cây cao đến đây chắc độ khoảng độ gần 30 phân, đến đây khoảng 30 phân. Đấy thì đây nó khoảng độ 28 phân, 29 phân. Đấy, ba vai. Ba vai dáng làng. Tôi vẫn tiếc cái này do mình ẩu thôi. Nhưng mà thôi sao càng cục kịch. Đây. Bệ bãi vừa nãy các bác nhìn rồi, lúc chưa trồng chưa phủ đất nhìn phê lắm. Này. Như này mà. Đấy, dưới này. Cây nó cũng có chậu rồi. Nó trồng cái chậu khá rộng. Mặt nào tôi cũng thấy thích cả. Ok. Rồi, cảm ơn các bác làm cái này hơi lâu. Chúc các bác buổi tối vui vẻ nhá.